Minh Thúy xin kính chào quý vị. Nói đến Washington DC thì chắc chắn không ai không biết đến đài tưởng niệm Washington, tức là Washington Monument, là một địa điểm dừng chân cuốn hút nếu kéo những bước chân của hơn 800.000 du khách ghé thăm mỗi năm. Nằm tọa lạc trong công viên National Mall ngay ở thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ, trong một không gian xanh thoáng mát, xinh đẹp và gần đài tưởng niệm Lincoln và tòa nhà quốc hội Capitol đây là một đài tưởng niệm tổng thống được xây cất để tưởng niệm tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ George Washington. George Washington là đại tướng Hoa Kỳ trong cuộc chiến giành độc lập và sau đó là tổng thống đầu tiên của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Kế hoạch xây dựng đài tưởng niệm bắt đầu từ trước khi George Washington trở thành tổng thống. Năm 1783 thì quốc hội đã đồng ý xây bức tượng Washington để tỏ lòng kính mến đến người lãnh đạo quân đội Mỹ trong cuộc cách mạng chống lại người Anh. Tuy vậy, sau khi George Washington trở thành tổng thống, ông đã bác bỏ kế hoạch này bởi vì ngân sách liên bang đang được thắt chặt và bản thân của ông không muốn sử dụng tiền của quốc gia. Sau khi Washington mất năm 1799 thì quốc hội lại đưa ra bản thảo kế hoạch xây cất lăng mộ của ông hình kim tự tháp đặt trong tòa nhà quốc hội Capitol. Tuy vậy, đồ án này đã không trở thành hiện thực. Năm 1883 thì một nhóm người tôn thờ Washington bày tỏ sự bất bình vì chưa hề có một công trình nào được xây cất để tưởng nhớ ông tại thủ đô. Họ đã thành lập một tổ chức để gây quỹ cho dự án. Người đứng đầu là John Marshall lập ra hẳn một cuộc thi thiết kế tượng đài tưởng niệm về người anh hùng của đất nước và thiết kế nổi bật của Robert Mills cuối năm 1840 đã được chọn. Ông cũng chính là tác giả của hai thiết kế tòa nhà ngân khố quốc gia mà hiện nay là gallery trưng bày chân dung của các nhà lãnh đạo quốc gia và Viện Bảo tàng nghệ thuật Smithsonian. Thiết kế nguyên bản đài tưởng niệm khác hẳn công trình hiện tại. Bản vẽ của Robert Mills có hình dạng ngôi đền thờ của các vị thần kiểu Hy Lạp với 30 cột đá. Tượng Washington đang cởi chiến xa sẽ nằm trên lối vào. Ngoài ra còn có một cột đá kiểu Ai Cập cao khoảng 590 feet, vươn lên từ chính giữa ngôi đền. Kế hoạch ban đầu địa điểm ở phía nam tòa Bạch Ấp và phía tây của tòa nhà quốc hội. Nhưng kế hoạch bị thay đổi vì khi bắt đầu khởi công thì địa điểm ban đầu không an toàn cho trọng lượng của tượng đài. Kế hoạch địa điểm được dời qua một chút về phía đông. Tượng đài Washington là cấu trúc cao nhất thế giới từ năm 1884 đến năm 1889. Khi Tháp Eiffel ở Paris được cất lên. Tuy nhiên, hiện nay thì Tượng đài Washington vẫn là cấu trúc cao nhất Washington DC và là một tháp xây bằng đá cao nhất thế giới. Được xây bằng vân thạch, granite và sa thạch. Tượng cao khoảng 554 feet 7 inches theo The National Geodetic Survey vào năm 2013. Tượng đài là công trình xây cất được bắt đầu từ năm 1848. Nhưng đến năm 1884, gần 30 năm sau, khi vị kiến trúc sư này đã mất, vẫn chưa hoàn tất. Việc gián đoạn xây cất này là do thiếu ngân quỹ và sự can thiệp của nội chiến Mỹ. Ngày 4 tháng 7 năm 1848 thì viên đá đầu tiên được đặt xuống và bên trong đó, họ đóng một chiếc hộp chứa chân dung của George Washington, những tờ báo viết về ông, những đồng tiền xu và bản copy của hiến pháp buổi lễ có sự góp mặt của hàng ngàn người và một số nhân vật mà sau này cũng nổi tiếng không kém. Abraham Lincoln cũng tham dự và sau này là vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ. Việc xây cất được tiến hành đến năm 1854 khi kinh phí này càng ngày càng hạn hẹp, khiến cho công trình gần như dậm chân tại chỗ. Cùng năm đó, những người nhập cư có tư tưởng chống cơ đốc giáo giận dữ vì giáo hoàng Pius thứ tư đã lấy từ ngôi đền La Mã cổ đại ở Italy một khối đá để tặng cho tượng đài. Họ tìm cách lấy đi khối đá kia và chiếm luôn quyền xây cất ngọn tháp, nhưng chỉ tiếp tục được một thời gian ngắn rồi bỏ không trong vài năm. May mắn thay công trình vẫn đứng vững sau cuộc nội chiến. Năm 1876 kỷ niệm 100 năm ngày Quốc khánh Mỹ thì tổng thống Ulysses Grant đã trích quỹ liên bang để hoàn thành tháp kỷ niệm và công việc xây cất được bắt đầu trở lại năm 1879. Thời gian này phong cách kiến trúc cũng đã thay đổi, ngôi đền thờ đã bị loại bỏ khỏi thiết kế ban đầu. Và vì hai thập niên gián đoạn đã làm cho nguồn cung cấp đá khác nhau, cùng sự soi mòn thời gian và thời tiết đã dẫn đến sự khác biệt về màu sắc và khả năng nối ghép gặp trở ngại. Kết quả là ngọn tháp có hai màu, màu nhạt ở phía dưới và màu đậm ở phía trên. Năm 1884, công trình từ từ được thành hình rõ nét hơn bởi Thomas Casey và US Army Corps Engineers. Khánh thành vào năm 1888, thang máy đã được thêm vào tượng đài vào năm 1889. Tượng đài nặng hơn 81.000 tấn, không chỉ có kiến trúc đẹp và vĩ đại, đài tưởng niệm Washington từng là nơi bắt giữ con tin. Ngày 8 tháng 12 năm 1982, Norman Mayer cựu hải quân Mỹ 66 tuổi đã lái chiếc xe được cho là chứa 1.000 pound thuốc nổ đến chân tượng tháp và đe dọa là châm ngòi. Một nhóm du khách bị mắc kẹt ở trong tháp vài giờ trước khi Mayer, người muốn gây chú ý với lập trường chống lại vũ khí nguyên tử, thả họ đi. Ngày 23 tháng 8 năm 2011, đài tưởng niệm đã bị chấn động bởi trận động đất hiếm thấy lên tới 5.8 độ Richter, có tâm chấn tại Mineral, Virginia. Những vết nứt được tìm thấy và nhiều lớp vữa bị bong tróc, không ai trong tháp bị thương nặng khi trận động đất, đất xảy ra. Từ đó đài tưởng niệm được đóng cửa để trùng tu với kinh phí dự tính khoảng 15 triệu Mỹ kim. Washington Monument được bao quanh bởi 50 lá cờ Hoa Kỳ, đại diện cho 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Washington Monument được lưu giữ rất nhiều bí mật khác thường và lịch sử đã lãng quên mà nhiều du khách đã không biết. Hôm nay hãy khám phá một số hấp dẫn những câu chuyện đằng sau tòa nhà với nhiều bí ẩn giấu trong đại tưởng niệm Washington. Thứ nhất là nhà thiết kế ban đầu thậm chí đã đặt một mặt trời có cánh, một biểu tượng của thần Ai Cập ở phía trên cánh cửa chính. Mặt trời có cánh đã được gỡ bỏ vào năm 1885. Thứ hai là đại tưởng niệm Washington ban đầu được thiết kế với đỉnh bằng phẳng thiết kế mới bổ sung hình kim tự tháp vào năm 1879. Thứ ba, cột thu lôi giải pháp xây cất hệ thống chống xét đánh là một kim tự tháp bằng nhôm nguyên khối được đặt ở trên đỉnh của tượng đài vào tháng 12 năm 1884. Trong 6 tháng đầu, tháp nhôm này không hoạt động tốt. Và sau cùng, để khắc phục lỗi này thì họ đã đặt những cọc nhọn bao quanh đỉnh tháp để chuyển hướng khi bị xét đánh vào đài tưởng niệm đi xuống 40 feet dưới lòng đất vào một hồ nước nhỏ làm tiêu tán. Đài tưởng niệm Washington vẫn dễ bị xét đánh, đến năm 2013 đã được thay thế bằng hai cột sắt và được duy trì đến ngày nay. Và sau cùng, thứ tư, hầu hết ít ai biết có một bản sao của đài tưởng niệm Washington cao 12 feet ở dưới một hố ga gần tượng đài thực tế. Chính thức được gọi là Benchmark A, đây cũng là điểm kiểm soát đo đạt vị trí tọa độ và độ cao mà các nhà khảo sát sử dụng. Là một trong hàng triệu địa điểm hệ thống kiểm soát trên toàn quốc, giúp cho National Geodetic Survey đồng bộ hóa tất cả các bản đồ của chính phủ. Tượng đài mini được đặt vào năm 1880 như là một phần của chương trình xa lấp xuyên lục địa. Mức mặt đất hiện nay thấp hơn nhiều so với thời điểm đó. Tượng đài mini được đặt ở trên mặt đất một thời gian trước khi bị chôn vào một ống bằng gạch và nó đã bị lãng quên. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.